Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhạc ca sẽ sẵn phó hòa một niềm tin gieo ca eo. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao mây mây trắng một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê nước xanh người xuê tay đón nắng mai cười trong má. Bao nhiêu con người chung tay say đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Welcome to Bà Rịa Vũng Tàu University. Chào mừng các bạn đến với bản tin Hưu Bình lần này. Và anh Đức đang rất là vui và vinh dự bởi vì đồng hành của anh Đức số này là một gương mặt rất xinh đẹp. Bạn ấy đã đạt giải Hoa Khôi của trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được giới thiệu bạn sinh viên Kiều Tiên. Chào em. Xin chào tất cả các bạn, xin chào anh ạ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa hòa vào giai điệu rất tự hào Việt Nam ơi. Và đây cũng là tinh thần của thầy trò BBU khi tham gia chương trình 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Và với sự chung tay của toàn xã hội, chương trình 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp cho ngư dân yên tâm ra khơi, khẳng định bảo vệ chủ quyền của tổ quốc. Và với những điều nhỏ bé của sinh viên BBU cùng với sự chung tay của toàn xã hội, hy vọng sẽ tạo nên những điều lớn lao cho quê hương đất nước. Kiều Tiên ơi, anh Đức đang cảm nhận là không khí thật là hừng hực, thật là lửa của sinh viên BBU. Dạ anh ơi, em cũng là sinh viên BBU đó. Wow, hay quá. Và anh Đức hy vọng rằng ngày hôm nay khán giả của bản tin Hưu Bình sẽ rất là nôn nóng khi mà đến BBU để tham quan, để tìm hiểu về trường đại học duy nhất ở thành phố Vũng Tàu. Em sẵn sàng không? Dạ em rất là sẵn sàng. Em xin mời anh Đức cùng tất cả các bạn cùng em ghé thăm BBU nhé. Xin mời. Xin mời. Đại học Bà Rịa Vũng Tàu, BBU, đại học duy nhất tại thành phố biển. Với 4 khoa, 1 viện sau đại học và 3 trung tâm đào tạo, BBU có 55 chuyên ngành, sẽ tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu trong năm học 2020-2021. Với phương châm đào tạo toàn diện, lấy sinh viên làm trung tâm, khai phóng tư duy sáng tạo và phát triển đam mê, BBU tự hào khi tạo dựng một môi trường năng động hiện đại để sinh viên hiện thực hóa những ước mơ. Cơ sở mới của BBU với diện tích gần 9 hecta dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ năm học 2021-2022. Đây là cơ sở được đầu tư hiện đại, tiện nghi, công suất phục vụ gần 25.000 sinh viên. BBU, nơi trải nghiệm để thành công. Chào mừng các bạn đến với trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Các bạn thân mến, trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu hội tụ đội ngũ giáo viên tận tâm với nghề, chuyên môn cao, đặc biệt là họ rất vui vẻ, dễ thương. Và một trong số đó họ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sau đây anh Đức sẽ giới thiệu họ là ai nhé. Hi, welcome all of you to Human TV of Nguyễn Hoàng Group. Konnichiwa, Sasamura desu. 안녕하세요, 김치영입니다. 你好, 我是杨传玉. xin chào bạn tin Hưu Bình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa làm quen với ba thầy cô giáo đến từ ba quốc gia, đó chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Còn bây giờ mời các bạn chúng ta cùng tham gia một buổi giao lưu ngắn để xem thầy cô nghĩ gì về BBU nhé. Hi Miss Sasamura, how do you feel about BBU? Bà Rịa Vũng Tàu là Ho Chi Minh から遠い町ですが、立派なキャンパスが3つもあって、初めてバリアブンタウ大学に来た時にびっくりしました。 Thank you very much. And you, Mr. Kim? 아직 발효 문자고 대학교는 역사가 짧지만 잠재력 있는 대학교라고 생각합니다. Yeah. And you, Mr. Yang? 同济大学的环境还不错，然后学生很热情，很有礼貌。学校离海很近，所以下课的时候可以去海边散步。 Anh Đức được biết là Kiều Tiên đang học ngành ngôn ngữ tiếng Trung đúng không? Dạ vâng ạ. Không biết là bây giờ Đức có thể nhờ Kiều Tiên đặt câu hỏi cho thầy Giao. Dạ vâng, em rất sẵn sàng. Lời sư hỏi, quần sư quân, tiên là sư sơn, cửa thay, ngoài sư sơn, là lực tư ý ạ? Là lực tư ý ạ? Tôi觉得越南的学生, 他们比较外,
可是在越南，学生和老师还有保持一定的距离，比较尊重老师。在台湾，学生和老师比较像是朋友，所以下课的时候可以就是吃饭啊，或是出去玩之类的。What is the main methodology that you refer to apply when teaching in Vietnam? 저는 학생들이랑 많이 소통하려고 노력을 해요. 그래서 학생들에게 화도 많이 내는데 그만큼 학생들도 저에게 관심을 가지고 제가 잘못한 것이 있으면 불만을 같이 말하고 서로 이렇게 의견을 종합해서 더 좋은 수업을 만들었으면 하는 그런 스타일입니다. 감사합니다, Mr. Kim. 안녕하십니까. What are your best memories being a teacher in Vietnam? 毎年誕生日に学生それから先生たちにお祝いしてもらっています。それがいつも一番いい思い出です。学生や先生たちに誕生日を教えたことはないですが、このコスパプライズでお祝いしてもらって、楽しませてもらいます。Thank you. ありがとうございます。各位は、本当に、こう、笹村が、こう、小さな、 có những kỳ sinh nhật mặc dù cô không nói nhưng mà sinh viên của PBU luôn nhớ và dành cho cô những điều rất là bất ngờ. Và truyền thống tôn sư trọng đạo người Việt Nam thì các bạn ấy đã dành tặng cho các thầy cô đến từ quốc gia khác trên thế giới. Và sau đây chúng ta đến với những cái thử thách vui dành tặng cho các thầy cô nhé. So, Miss Sasamura, do you speak Vietnamese? Một chút. Điều gì bạn cảm thấy thú vị khi ở Việt Nam? Tôi tên là Sasamura Hanta. Tôi thích mong Việt Nam và Địa Ngọn. Các bạn ơi, mình cũng biết rằng là thầy Kim rất là thích chạy xe máy. Thì bây giờ mình muốn hỏi thầy Kim là tại sao thầy lại thích chạy xe máy ạ? Nếu nay sinh viên đổi thay, nếu thay đi xe ô tô, thay xe có bằng cái, thay thay nó xe ô tô. Điều gì mà thầy cảm thấy ấn tượng khi ở Việt Nam ạ? Ở Việt Nam thì rất thích áo dài, tại vì thầy cảm thấy là phong cảnh Việt Nam và áo dài là rất đẹp. Các bạn ơi, vừa rồi là chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất là vui vẻ cũng như là dễ thương đối với các giảng viên nước ngoài của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Thì bản thân tiên xin cảm ơn tất cả thầy cô ở đây ạ. Và để khép lại phần giao lưu đầy thú vị này thì anh Đức, Kiều Tiên cũng như các thầy cô sẽ cùng hô vang slogan của BBU nhé. BBU, nơi trải nghiệm để thành công. Tiên nè, các giáo viên nước ngoài của trường BBU, anh thấy ngoài chuyên môn giỏi ra thì các thầy cô còn khá vui tính và dễ thương nữa. Anh Đức rất là quý các thầy cô. Ê, hình như anh nghe đâu đó có tiếng nhạc trong sân trường. À, đó là tiếng nhạc của các bạn bên câu lạc bộ âm nhạc, các bạn đang tập lại nhau á. À, thế thì bây giờ Tiên hãy dẫn anh Đức đi giao lưu các bạn được không? Dạ vâng, em luôn sẵn sàng. Cảm ơn em. Em nay thật xa, mang tình yêu không phôi phai. Các bạn thân mến, đây là những gương mặt không những trẻ trung năng động mà còn hát hay đàn giỏi của BBU. Và chắc chắn các bạn ấy còn đang rất là nhiều điều muốn chia sẻ ngay sau đây. Xin mời các bạn. Vâng, câu lạc bộ của chúng em thì đã được thành lập từ năm 2015 với cái tên đầu tiên là câu lạc bộ guitar. Nhưng mà nhờ sự nhiệt huyết cũng như là đam mê của tụi em mà tụi em đã biến nó thành một câu lạc bộ âm nhạc và chuyển thêm rất là nhiều bạn đồng hành nữa. Hay quá, ban đầu là câu lạc bộ guitar nhạc cụ, nhưng sau đó là chuyển thành câu lạc bộ âm nhạc có hát có đàn nữa, rất tuyệt vời. Anh Đức ơi, anh còn chưa biết rằng á thì tất cả các bạn thành viên trong câu lạc bộ á thì mỗi tối thứ tư hàng tuần các bạn có một cái chương trình âm nhạc tại đường sách Vũng Tàu á anh. Hay quá. Dạ đúng rồi, thì mỗi tối thứ tư hàng tuần chúng em sẽ có một buổi biểu diễn tại đường sách Vũng Tàu nhằm thỏa mãn sự đam mê của mình cũng giống như là chào mừng các du khách đến với Vũng Tàu đấy hả? Tối thứ tư mà hôm nay cũng là thứ tư luôn. Như vậy là không biết anh Đức Kiều Tiên có thể theo các bạn để thưởng thức văn nghệ được không? Dạ chắc chắn là được rồi ạ. Các bạn thân mến, hãy cùng với anh Đức Kiều Tiên và câu lạc bộ văn nghệ của BBU đến đường sách để thưởng thức những giai điệu âm nhạc thật tuyệt vời nhé. Yeah, các bạn thân mến, còn gì tuyệt vời hơn khi hôm nay là thứ tư, cũng là lịch trình biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc BBU. Và ngay sau lưng anh Đức Kiều Tiên chính là khu vực sân khấu biểu diễn của các bạn ấy. Các bạn thân mến, chương trình âm nhạc hôm nay được thực hiện từ 3 đơn vị, đó là câu lạc bộ âm nhạc BBU, câu lạc bộ Thành Đoàn và được tài trợ âm thanh từ đường sách. Còn bây giờ hãy cùng với anh Đức Kiều Tiên vào phía trong sân khấu để giao lưu với các bạn ấy nhé, xin mời. Buồn
mến, sinh viên VVU không chỉ có đam mê, không chỉ rèn luyện các tài năng cho mình mà các bạn ấy còn dùng sức trẻ của mình để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng. Và điều đó đã được chứng minh thông qua các hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Những nghĩa cử tốt đẹp ấy đã luôn nghiệp thông cùng với thông điệp của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, phục vụ trong yêu thương. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua một số hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ này nhé. Đội tình nguyện BVU được thành lập từ tháng 10 năm 2017. Trải qua 4 năm hoạt động, hiện tại đội tình nguyện BVU có tất cả là khoảng 400 thành viên. Thì đội tình nguyện BVU là nơi tập hợp các bạn có cùng niềm đam mê về các hoạt động thiện nguyện và tình nguyện. Đội tình nguyện BVU sẽ tổ chức các hoạt động xuyên suốt hàng năm về các hoạt động tình nguyện và thiện nguyện. Tuy nhiên, đội tình nguyện BVU có các chương trình chủ điểm như sau: chương trình Tết thiếu nhi cho các trẻ em nghèo, chương trình Trung thu cho em. Ngoài ra còn có những chương trình như là Xuân yêu thương và các chương trình chăm sóc cộng đồng, các chương trình ra quân vì môi trường của cộng đồng. Thông điệp mà đội tình nguyện BBU muốn hướng tới bằng những hoạt động nhỏ bé của đội góp phần vào giá trị lớn lao của xã hội, qua đó lan tỏa yêu thương đến toàn thể cộng đồng. Kiều Tiên nè, với nhan sắc của mình thì chắc chắn Kiều Tiên sẽ gặp nhiều lời trêu đùa ở trong trường đúng không? Dạ vâng ạ, đối với những cái lời trêu đùa mà có phần không ác ý á, thì bản thân em cũng vui vẻ trêu đùa với mọi người. Nhưng mà đối với những cái lời trêu đùa mà có phần khiếm nhã thì em cũng tự tin rằng là các bạn bên câu lạc bộ Vovinam cũng đã dạy cho em được những cái động tác mà có thể đối phó trong những tình huống như thế. Hay quá quý vị ơi, và sau đây hãy cùng với Kiều Tiên giới thiệu nhanh về câu lạc bộ Vovinam nhé. Dạ vâng, câu lạc bộ Vovinam của trường thì được thành lập vào cuối năm 2019 và là một trong 20 câu lạc bộ của trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Sáng lập của câu lạc bộ Vovinam tại BVU đó anh. Chào hai bạn, khi nãy anh Đức đã được xem hai bạn thể hiện rồi. Và khi xem anh Đức rất say mê muốn tham gia ngay câu lạc bộ võ thuật Vovinam của BVU. Các bạn thân mến, để có những kỹ thuật này thì các bạn ấy đã khổ luyện rất vất vả cộng với niềm đam mê của mình. Và Duy ơi, Duy có thể chia sẻ thêm niềm đam mê của mình được không nào? Xin chào bản tin yêu mình, xin chào anh MC anh Đức, xin chào Kiều Tiên. Mình là Nguyễn Hoàng Duy và đây là Lê Ngọc Thủy Tiên. Hiện tụi mình đang là sinh viên của trường đại học BVU. Và khi bước vào trường đại học BVU, chúng mình cũng muốn đầu tiên là lan tỏa niềm đam mê vô nam đến với các bạn sinh viên của trường đại học BVU. Thứ hai là sẽ tạo sân chơi cho các bạn có được nơi để tập luyện và rèn luyện sức khỏe của mình. Ồ hay quá, các bạn có thể là chia sẻ thêm về cái bộ môn Vovinam này được không? Dạ, Vovinam được thành lập từ năm 1938 và tính đến nay thì Vovinam đã được phát triển trên 70 nước trên toàn thế giới. Hiện nay thì Vovinam là bộ môn được đưa vào thi đấu chính thức cho SEA Games. Vovinam chính là từ quốc tế hóa của cụm từ võ thuật võ đạo Việt Nam. Hay quá, xin cảm ơn Duy và Tiên. Các bạn thân mến, bộ môn Vovinam đã được chia sẻ bởi hai thành viên của câu lạc bộ võ thuật Vovinam BVU. Và niềm đam mê này đã giúp chúng ta càng thêm tự hào bởi vì đây là bộ môn võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam, do người Việt Nam sáng lập và phát triển. Võ sư Nguyễn Lộc đã từng nói, đến với Vovinam là chúng ta sẽ biết sống cho bản thân mình, giúp mọi người khác sống và sống cho mọi người. Bây giờ thì anh Đức và Tiên đang rất là nôn nóng bởi vì mình muốn trải nghiệm những kỹ thuật của Vovinam. Không biết là Duy và Tiên đã chia sẻ và giúp cho Đức và Tiên có những kỹ thuật để tự vệ không ta? Mình đối phương khống chế chúng ta bằng hai tay, nắm đằng trước như thế này. Hầu một chúng ta sẽ đưa hai tay lên từ trong bật ra. Thì khi như thế này khả năng cầm nắm của đối phương sẽ yếu đi. Thứ hai chúng ta sẽ lấy một tay của mình chặt vào cổ tay đối phương, buông tay ra luôn. Ở ba chúng ta sẽ đánh phản lại. Hey!
thân mến, hiện tại anh Đức và Kiều Tiên đang rất tự hào khi mang trên mình màu áo lá cờ Việt Nam. Và Việt Nam của chúng ta đã gây tiếng vang cho bạn bè quốc tế về công tác phòng dịch Covid-19. Hiện tại vẫn vậy, bằng tất cả sự tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, mỗi chúng ta sẽ là một chiến binh đầy mạnh mẽ để chống lại kẻ thù vô hình này. Và xin hãy nhớ, đừng chủ quan, hãy bảo vệ chính mình và bảo vệ tất cả mọi người. Hỏi các bạn sinh viên BVU, tôi yêu Việt Nam, Việt Nam cố lên! Yeah! Bước từ xưa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên. Và gió quét tán cây, họ trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười.